chú ấy cái gì về cho chú cái bình trà dưới cho chú ấy dưới đây nè. Đây đây đây. Cái này gì? Mời mời anh vô nước anh ạ. Coi không rồi rồi anh muốn đi coi lát nữa mình cùng đi coi. Ê, anh mời anh vô nước. Còn còn cái ly nè. Cái này chạy nó không còn đầy đủ. Cái này chuyên để nuôi tôm phải. Cái này thật ra là nó nuôi rất là nhiều thứ. Nếu mà nói đùa đến đen này thì là nó nuôi gia súc, gia cầm, gia súc như là heo, những cái loại nào nó ăn đạm động vật, rồi gia cầm như gà rồi đó, vịt chim, vịt rất là tốt, rồi thủy sản thì tụi tôi cũng đang có những cái dự án là chế biến thức ăn thủy sản cho cá trình nhé, cá trình là nó làm thức ăn không tan trong nước và mình làm những cái loại thức ăn mà nó vi sinh, đủ vi sinh cho nó dẻo ra, như là cá trình ăn không tan cũng làm dơ nước. Đấy, bây giờ tôi liên kết với bên đại học Nguyễn Tất Thành để xử lý chất thải của các nhà máy thủy sản ở dưới Bến Tre, khu công nghiệp miền Tây. Không, cái này là một cái mô hình thôi để cho người ta tới tham quan hay gì thôi. Ngồi đây nè, ừ. Còn trang trại của tôi thì có những cái trang trại nó nằm ở theo khu vực như Đức Huệ, Long An, Củ Chi thì đang xây dựng cái trang trại lớn. À, để có thể nói là sản xuất cái đùi đỉnh đen là lớn nhất nước, cái diện tích của nó là đã hơn 100 mét vuông. Đây là trang của tụi tôi ha, trang đùi đỉnh đen .com.vn. Đây cũng đang xây dựng cái trang trại. Cái đồ cái này ra nếu dùng sâu biên thì cũng xay lên con được, rồi cái này là
thầy trong... làm bột nuôi tôm bột á, cũng nhỏ có như sản phẩm khô thì có kẹt hay hay gì vậy nè. Ở đây cũng có xe nuôi dế nữa, nuôi dế là nuôi dế là những cái dế đông lạnh. Con người nhìn nó khác con người mình hả? Dạ đúng rồi, nó dài nhọn. Nó giống con ong hơn là những con ruồi. Nó gần giống như họ nhà ong. Giống thì giống như là đâu này, cái con này nó ruồi. Ngày này nước ngoài nó cũng như là tự nhiên cũng có rồi, cái này nó nhập từ ngoài, châu Phi nó đã làm. Xa xưa lâu lắm mà không biết nó nguồn gốc từ đâu ra luôn á. Cứ truyền tay nhau vậy thôi. Con sâu chỉ nhỏ bằng vậy thôi hả? Không, ý là cái kén này, cái gì này, cái này, cái này, cái nhọn nhưng mà đùi này, cái này đùi khác rồi, đùi này. Tức là em mua cái con, mua cái con đó mà nhỏ như vậy đúng không? Tức là nó gọi là con sâu đúng không? Nhọn á. À, mua con nhọn nhỏ như vậy đúng không? Ok, đó. Đó là nuôi trong kén. Đâu thử có cái gì, cái hộp á luôn. Cái này là có bao trọng trắng như vậy á thì có lỗ trùng là còn trứng thì bán ký trứng ở đâu này, cái kén đen này nó khác. Cái này là mua kén đó đúng không? Là mua trong kén đó là nó màu đen khác, cái này không giống đùi mình luôn không? Giống kén.
Ông sếp em muốn tìm mua kén của đồ nhà rồi.
trứng luôn nè. Một hộp trứng mà để mình đánh trứng. Hộp hộp kia kìa. Cái hộp được rồi. Vậy thông tin công ty này mua để làm cái gì? Nếu là đối tác dài thì mình sẽ không biết mua, nếu mà mua chơi chơi thì mình không thấy. Lát thì tôi có mấy người này cứ lên mạng này đó này này này. Có nghĩa là nó là tôm thì cái này ra làm nhiều loại lắm, thức ăn cho tôm á là nó xay ra, có là khô cái bịch khô mình lấy lại, tao khô khô mình, rửa tao khô khô, còn cái kia nó dọn đâu nữa. À cái này ngay góc, đó đó, bao vàng vàng. Cái này này, cái này là cái dạng khô mà người ta xay ra làm cám chim, cám tôm. Rồi cái này lên 1.000, cái này tôi để giá giống như người ta là 100.000 thì lấy cho nó lưu kỹ. Thank you.
nhỏ để cho nở ra yếu nó mới ăn, chứ con nuôi mà lớn nó mạnh mạnh nó bay quá nó bay hết. Thì con mua lại để làm yếu. Thì ai cũng đòi tới mình không thể tiếp được. Bây giờ coi bên trong góc sáng giờ là ba người đòi tới rồi, chỉ tiếp được một người thôi. Mình biết nữa là coi như khỏi làm gì nữa. Đây là cái mùng để cho nó đẻ đó, rồi mình có phải tạo mùi rồi ẩm độ nhiệt độ khí gây như là gió đồ cái nào là mình phải tạo điều kiện cho nó thuận lợi nó mới đẻ vô đó là mình mới thu được. Dạ nó đẻ xong rồi nó chết. Cái cám này là mua ở nhà máy của công ty, công ty là có cổ phần, là cái cám này là bio go này là tới 20% độ đạm. Ông hỏi có bán không, bán không? Bán nếu mà mua số lượng nhiều mình mới chuyên chở. Cái này là 20% đồ đạm nè. Nè protein nè. 20% nó cao. Ít có bao. Ông nói là mua một bao vậy á. Anh để cho một bao đi cho xe sắp đi rồi. Rồi, thế một bao thì bao bao nhiêu? Một bao này là giá 255.000đ ha. Còn mua sỉ thì giá khác. Rồi. Mua luôn. Nốt. Cái này nó 20% độ đạm dành cho gà con ăn, còn nếu mà gà lớn thì nó chỉ có 12 đến 16% đạm thôi. Có protein á. Protein thô. À, đúng rồi, nuôi gà. Gà con. Đó, đây là cái mô hình. Ở đây là được 14 ngày tuổi nè, hồi nãy mình lấy cái đó là lấy 14 ngày tuổi đó. Ui chết chứ anh ơi. Mình nuôi bằng cám dầu cọ. Chứ cái gì? Cám dầu cọ là nhập từ Malaysia qua. Malaysia. Chứ cái xiao mai, Malaysia. Mai Malaysia. Malaysia. Còn ở đây là nó lớn rồi, nó chuẩn bị nó
qua bên đi này, nó là con kén á, con này lớn nè. Đó, con này là 20 mấy ngày rồi, nó sẽ đi qua đây. Thì nó đen rồi cái là mình mới kích kén mình cho vô trồng. Cái này cũng gần bằng loại đó. Rồi có những cái máng để mình cho nó đẻ, nó bò ra. Đó, khi nó đen nó bò ra. Cho nó cái kén. Cho lấy một bao cám ha. Chứ thì chết cái này là... Rồi rồi để có gì phụ cho. Còn khỏe quá ha. Rồi. Ông có mừng lắm. Kiếm thùng ra. Đây thì qua lại Khang Khang. Còn ở đây là cái những cái kén đó là mình đưa vô đây cho nó nằm, cái nó nở rồi nó chui ra những cái lỗ sáng sáng đó, đó. Ừ, nó có những cái lỗ sáng sáng đó, đó đây là con đuôi nữa, nó nở cái nó thấy cái lỗ sáng sáng nó bay ra ngoài, có 4 cái lỗ sáng, thấy không, thấy cái 4 cái lỗ sáng không, đó cái lỗ đó nó bay ra, cái này che tối lại. Ừ. Mà cái này là một công nghệ chứ không phải là mình muốn nuôi mình thấy nó vậy, chứ mà muốn nuôi cho nó tập trung nó đẻ rồi cái nọ là cả một công nghệ. Rồi cái mật độ này nữa, rồi gió, rồi nước, ẩm độ nữa, có nước nhiễu nhỏ nó nhiều thứ chuyển giao công nghệ là mình xử lý. Rồi ánh sáng, phải có ánh sáng. Nếu mà ban đêm không có là người ta phải cung cấp ánh sáng cho nó nữa. Nên ban đêm lại có những cái ánh sáng. Đúng không? Đó là ban đêm nè, bật đèn nè. Đèn này là đèn ánh sáng vàng để cung cấp, ban đêm nó mới đẻ trứng. À, ban đêm này bật đèn. À, công nghệ sản xuất của nó là cả một quy trình. À, muốn chuyển giao công nghệ. Rồi cảm ơn đối tác, có gì liên lạc. À.